Trời ơi. Trời đất ơi. Minh Lan. Minh Lan. Minh Lan à, con định làm chuyện dại dột gì vậy hả con? Tại sao con lại suy nghĩ dại dột như vậy? Chuyện vợ chồng có gì không phải thì nói cho nhau nghe. Tại sao con lại giận quá mất khôn như vậy? Minh Lan à, anh có lỗi với em. Em đừng làm anh sợ nha Minh Lan. Em mà có bề gì á, anh sẽ hối hận suốt cả đời đó Minh Lan. Chuyện gì mà sùm vậy? Chà, vợ con giận con, cho nên mới tính dùng giải để thắt cổ. Minh Lan à, anh hứa từ nay sẽ không bỏ em một mình nữa Minh Lan à. Anh sẽ không để em phải phiền muộn hay nghĩ quẩn gì nữa. Em đừng làm anh sợ như Minh Lan. Thôi đi, con đừng có bù lưu bù loa như con nít nữa. Vợ con nó giận thì nó nghĩ quẩn vậy thôi. Con không nghĩ đến ta và mẹ của con, nhưng con cũng phải nghĩ đến cha già của con đang ở dưới quê. Nè, con mà có bề gì, cha của con cũng không thể sống yên đâu. Đúng rồi Minh Lan, cha nói đúng rồi đó. Em mà có bề gì, cha em sao sống nổi đây? Thôi, chắc vợ con cũng hiểu được đạo lý rồi. Con cũng đừng nói nhiều nữa. Từ đây về sau, con nhớ chăm sóc vợ con cho tử tế, túc trực quan tâm đến nó nhiều hơn.